Đề nghị con cháu có vào đưa linh cứu của ông ra giò tay, sau đó hàng xóm đón ở ngoài giò tay nhà được. Cha mẹ đã nuôi con, cho đến tay con lớn ra đây, xin nhờ
sao đầy bỏ hoan bà đi bỏ hoan cho nhận đầy quá trên đời